học sinh thân mến. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hoàng Dương. Em là Mai Kim Chi. Xin gửi đến các vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh lời chào và lời chúc nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, để tiếp nối chương trình, chúng ta hãy nổ những chảo pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục nhảy vô cùng sôi động từ các bạn học sinh lớp 9A2.